cứ từng tháng mà đóng hai triệu thế này là có xe để đi học, đi chơi rồi Gấu ơi. Các bạn đã nắm rõ được những thủ tục vay trả góp của Home Credit chưa nào? Chúng xin nhắc lại nha. Thứ nhất là các bạn phải có chứng minh nhân dân hoặc là bằng lái xe. Thứ hai là các bạn phải có hộ khẩu. Và cuối cùng, nếu như mà các bạn có bảng lương thì lại càng tốt. Chúng xin chúc các bạn sẽ có một món đồ, một sản phẩm thật là ưng ý cùng với lại Home Credit Việt Nam.